3 loại hạt chứa cáp, ngăn đường huyết tăng vọt. Hạt óc chó. Hạt óc chó rất giàu vitamin E và polyphenol, có tác dụng cải thiện làn da. Nghiên cứu cho thấy, ăn hạt óc chó điều độ mỗi ngày có thể cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa suy giảm nhận thức và trì hoãn lão hóa não. Ngoài ra, người bệnh đái tháo đường ăn hạt óc chó cũng có thể làm giảm nồng độ insulin lúc đói. Hạt đậu. Các loại đậu như đậu đen là nguồn chất xơ dồi dào và chứa nhiều carbohydrate, phù hợp với người bị đái tháo đường. Ăn thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao có tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể và cân nặng cơ thể. Ăn đậu thường xuyên có thể kiểm soát được bệnh đái tháo đường và giảm cân. Hạt diêm mạch. Hạt diêm mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt được phân loại cũng có protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất mà bạn không tìm thấy trong gạo. Hạt diêm mạch cũng có tác động thấp đến lượng đường trong máu của bạn, khiến nó trở thành một lựa chọn tốt.